Ở đây đi cao tha năm mở đích năm mở đích ở đây băng ra ở đây là mình đất chia tu lịch lúc bàn có miên ở đây cao tha số sẽ thiêu ở đây là miên in đất chia à tổ khăn chuyên kế toàn năng programming sẽ cứ in đất viết ra trên lên miên tài PHP nên cho bác sĩ bệnh cho phò bàn dân dân mạch mình chọn ở vĩnh cho mà cả đây dân giá nhưng đã thì dân mình thì quay số thế mình đã buôn nhá chẳng nhưng ta mà thì dân ấy thì dân không sinh ấy nhưng đã ở tăng ấy F cứ mà nâng summer thế chẳng là index của phía kia to tại chất bao nhiêu season Nghĩ SMK đi, đã phí phía S âm, summer S phí là spring rồi. Nghe đâu biết spring là đâu vẫn chưa chú rồi. Cả đi, hỏi season Nghĩ winter đã đặt dù thi rồi. Còn cái error vì phải chặt cháu bắt ạ. S T lớn summer em mới được spring mà thôi lại summer bạn spring em mắc spring ok đi xong print viết cứ print tam index bảo hiểm còn đây những anh pro for là mấy print màn này pro for print mấy mà đi mẹn chia mẹn gì ấy mẹn chia number hoặc là for trên mình rồi chẳng những pro for each đấy một tin tạm dần khăn phở như trong lịch chẳng for each ok xin tạo viết cứ đạt đây cho màu thì dẫn a small khi small nâng wall à ra bộ khi nâng ra bộ value đại cả đạt từ còn đấy còn ta sẽ cho viết extract chân chỉ khi hay nâng value chân màu hay echo màu echo ai nhóm echo value mua sân cho thấy trong tuột mình khó nhé trên mình kia chúng ta trên khi những echo mà khi to cho mùi nắng string mùi máu đã bị in xe mùi mà nắng thế trên khi trên máu nhé s ấm s phí w t a p chẳng for each khăn chẳng for trang nâng vì mình khó xùm nguồn bỏ ma nè cứ với lúc mà ơ mồ phần tay vào còn lúc mà ơ mồ đi kia này phê dô trên bí tạp bè à phê đi prao đi kia phần tay cũng rõ khinh prao for each chứ vào là ơ phê vào làng trăm bay tăng bình phê mà lúc mà ớt đai khinh phở tôi câu lực này cứ phở vào là ơ buôn nó phở mới vào rồi thấy vào cái dân liên vào những đại lệ khăn bộ bộ đỏ đỏ thằng ấy ông bị phê la mùi ở nó bị phô cứ ở đặt ra mấy cái chụp ô tô thằng kia mong trong cái đó nó nhận tầm mờ chẳng lại đi trong cái chạy phí à tô sẽ thiêu à rê à rê đây mình index anh ấy index lệnh đọc đạp nghĩa chia tổ mình mang chỉ lệnh định môn đề thấy trong print với chênh màu thằng ó mình ai phá phô bàn thế ra phô bình thường lệnh rút อันนี้มันเลยรถหน้าสะโซ่ต่างออกจังปลาโฟอีกเมียนไม่กระไรเถอะจ้ำกระไรที่มุ้ยชั่วเร็งกระไรที่ปีดักปลาบอยดักตัวดักปลาบอยนั่นคือเวียนนั่งใบเสียเร็งเมาเวียนจับยกอินเด็กซ์เรื่องขี่เนี่ยจ
ចំណែកអា variable ទី2ដាក់ឈ្មោះដាក់ទៅវាជាអ្នកចាប់យក value អញ្ចឹងគេខ្ជិលនិយាយថាគេដាក់ key value ហ្នឹងមកដាក់ kv ក៏ដាក់ទៅបងនេះអូពងវិខតដែរណាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ k បានហើយយើងនេះ k ខ្ញុំដាក់ v គេនេះដាក់ k មកដាក់ v មកដូចគ្នាដែរដែរណាបើចង់បញ្ជាក់ថានេះជា variable ថ្មី2ដែលចាំគេថាជាលទ្ធផលនៃការពុះបំបែកចេញពី array ធំមួយចាប់យក key មួយចាប់យក value ក៏ដែរហើយចន្លោះហ្នឹងគឺចន្លោះកដាលបាទមាន3កន្លែងចន្លោះកដាល S1 ចន្លោះកដាលបន្តមកទៀតគឺសញ្ញាព្រួយព្រួយនេះមិនពូនធម្មតាគឺស្មើហើយនឹងខ្ញុំជាងចេះមើលតាន់អូខេគេចង់ print array ទាំងអស់គេមិនចាំបាច់ for 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 loop អីទេអានេះគ្រាន់តែទាញមកដើម្បីឲ្យយល់ flow ថា for វារ៉ាន់មិន for x វារ៉ាន់មិនមាន2សម្រាប់ print array ចេញមកអស់មាន print all ដាក់ឈ្មោះ season ចូលអញ្ចឹងយើងចង់មើល array យើងមានខ្លះបាច់តាមលំដាប់ឯងជុំវាថា array មាន index value index value index value អញ្ចឹងលក្ខណៈសង្ខេបមានមួយទៀតវ៉ាដាំវ៉ាដាំនេះគឺបង្ហាញមកខ្ទេចទាំងចំនួនតួលេខចំនួនប្រមាណតួមកប្រភេទអីមកទាំងអស់ចាំថា array មាន4ធាត SM index របស់វា value with string មាន6តួរាប់ឲ្យយើងស្រេច SP string មាន6តួ WT 6តួ winter 6តួដែរអញ្ចឹងចំណាយអីវា6ទាំងអស់ចឹងឃើញ6ណាចឹងនេះប្រើពីរនឹងពេលខ្លះយ៉ាងតេសមើល array យើងចាប់ទៅនេះយ៉ាងត្រូវអត់ភាគច្រើនប្រើ array ច្រើនជាមួយ API API យើងបោះ data ទៅឲ្យវាគេហៅថាបោះជា XML បោះជា JSON នេះរក user រពាក្យអត់ឃើញបោះទៅជា JSON អានោះ convert process អីអស់ហើយឆាស់មកវិញជា JSON ដូចគ្នាអញ្ចឹង JSON យើងតែ convert មក PHP យើងជា array សិនបានតម្លាក់កន្លែងណាយើងចង់បានកាន់ទៅដល់រៀនអាន JSON ហ្នឹងចាំមើលបង្ហាញទៅពេលដែលធ្វើ login register ជាមួយនឹងឧបករណ៍ពេលឆាស់ទៅឲ្យវានិយាយទៅរក API ទាំងអស់គេប្រាប់ manual ព្រៀមយើងបានយើងយល់ពីបកទីអញ្ចឹងថាគេតការតន័យខ្លះវាតការផុសឬតការ get អា form ផុសទៅអញ្ចឹងមានត្រូវការបានយើងបោះឲ្យវាទៅត្រូវការមកយើងបោះវិញជា array ដូចគ្នាជាការបោះមកជាលេខទៀតលេខ0លេខ5លេខ0 fail លេខ1 success លេខ2ខ្វះអីលេខ3ខ្វះអីវាប្រាប់យើងទៀតយើងមើលអាហ្នឹងអស់នឹងគំនិតរបស់យើងដើរទាំងអស់ព្រោះវាបាក់តិចបាក់មើលអាហ្នឹងតិចអញ្ចឹងតន័យទៅមកចាក់ទៅចាក់មកជា array ទាំងអស់ array JSON តម្រងដូចគ្នាទេ JSON វាស្រៀងចេះដែរប៉ុន្តែវាមាន syntax មូលខ្លះគឺត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែស្រួលចេះគ្រប់ភាសាទាំងអស់មាន function មួយគេហៅថា function JSON encode ហើយនិង function JSON decode ខ្ញុំឧទាហរណ៍ Android មួយចុះ Android ប្រើ JSON ច្រើនមែនទែនប្រើជាមួយណាប្រើមួយ PHP សម្បាតំណៃលេចបានពី database ចូល PHP មុនហើយបាន PHP រុញ JSON ដល់ Android Android ចាប់បាន JSON ហើយបំលែងទៅជារបស់វាតម្លាក់លើតិចបកមួយមួយយើងឃើញ submit តំណៃមកដូចគ្នា submit មក submit ចូល PHP សិនរុញ JSON មក PHP ហើយ PHP បំលែងទៅជាតំណៃរុញចូលទៅ databaseឲ្យតែឆ្លង platform គេប្រើ JSON ទាំងអស់ JSON តំណៃវារាយរាយ file តំណៃវាមានលំដាប់ច្រៀងនេះឲ្យបោះតាហ្នឹងទៅវាដឹងហើយវាដឹងថាអានេះ variable អានេះ value variable value value បើសិនជាយើងវិញក្នុងតាប់ឯងវិញ column name value column name value column name value អត់ខុសគ្នាទេ
phục vụ sớm chăm.